Bộ Y tế vừa có quyết định về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên từ nguồn 117.000 liều vaccine AstraZeneca. Theo đó, 13 tỉnh thành phố có dịch COVID-19 đợt 3, hai bộ công an quốc phòng và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận vaccine đợt đầu tiên. Trong đó, Hải Dương là tỉnh được phân bổ nhiều nhất cả nước với gần 33.000 liều. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 8.000 liều mỗi địa phương. Các tỉnh thành còn lại gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hương Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang được phân bổ từ 1.600 đến 3.800 liều. Được biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản phân phối vaccine. Dự kiến đầu tuần tới, ngành y tế sẽ họp triển khai công tác tiêm vaccine và tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng.